Chiều 22 tháng 12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an quận 11 điều tra làm rõ vụ cháy căn hộ ở tòa nhà Flemington trên đường Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó khoảng 12 giờ 25 phút cùng ngày, người dân sinh sống ở tòa nhà Flemington phát hiện khói lửa bốc lên ở tầng cao nên hô hoán để mọi người trong tòa nhà thoát ra ngoài. Nhận tin báo, phòng PC07 phối hợp cùng Công an quận 11, Công an quận 10 điều động 14 xe chữa cháy chuyên dụng cùng gần 80 cán bộ chiến sĩ có mặt để chữa cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã tìm cách tiếp cận hiện trường để chữa cháy và hướng dẫn khoảng 200 người thoát ra ngoài. Cảnh sát cũng đã dùng xe thang đưa 4 người mắc kẹt ở tầng 14 của tòa nhà ra được bên ngoài. Một lúc sau, ngọn lửa được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến một số tài sản ở phòng xông hơi bị thiêu rụi, diện tích cháy là 6 m2.